Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ ngắm cái hỷ trúc hái nè. Hoa của lục bình cùng với lại hoa súng ha. Hoa súng này hái nhưng mà lai à. Nếu em lai lại ha. Cái này cây len nước pha. Cây ấu hái. Ở đây là tăng đế tài hồng. Đều rễ đỏ. Rau má đồng tiền. Rau má lá nước này. Cái ngón anh muốn đi hướng về cái chậu bông súng ha. Rễ của nó đây. Hôm nay được tặng thêm một cặp cá bảy màu full red. Mình sẽ hái cá nhì vào nuôi chung ha. Thì vẫn là ngâm để ngoài nước cân bằng với nước hồ và nước cá. Sau đó thả mở bịch cá ra ngâm. Ở đây mình bỏ vào ly để ngâm cho dễ nhìn ha. Ngoài nước hồ vào. Kể thêm hoa từ từ thôi. Đến nước mình đã ổn định lắm rồi. Hoa như đây. Giờ sẽ cho cá ăn. Hôm nay thì đúng ngày mà hoa súng và lục bình đều nở.
Thì bình thường thì lúc mình ngâm cái vịt cá vào nước hoặc là cho vào cái ly ngâm từ 15 đến nửa tiếng để hòa nhiệt. Sau đó mình sẽ hòa nước vào từ từ ha. Ngâm tiếp tương tự như vậy. Sẽ bắt đầu thả cá ra ngoài. Để cho cá nó không bị sốc nhiệt, sốc nước ha. Nước ở đây thì mình nuôi đã rất là lâu. Mình không có sợ nước mới nữa. Rất là cũ rồi, cũng như ổn định rồi. Còn lại thì mình sẽ thả cá ra cho cá nó thích nghi với nước mới. Môi trường mới của nó sẽ thích nghi ha. Nước mới của nó như nước cũ của cá trong hồ. Cá trống nó ra ha, cũng ăn cám. Cám hái thì nó chưa ra. Rồi ok, cám hái bê ra.